cá nhân ơi. Cá nhân ơi. Ủa cái chim. Cái chim nhân ơi, chết mẹ rồi. Cái chim. Chết rồi. Cái chim nó cắn đứt liền á, đứt nhỏ liền luôn em ơi. Đứt nhỏ. Đừng đứt nhỏ. Đừng đứt nhỏ, đừng. Nó chim. Đừng. À ha, hóc mắt rồi. Anh em ơi, hóc mắt rồi. Không ra được đâu. Để luôn nhá. À, đứt một lưỡi rồi nha em ơi, nhưng mà hên quá. Anh em ơi, anh em ơi. Anh em thấy hên chưa? Đồ nó đứt lít mà, thấy không? Đứt một lưỡi nè. Thấy chưa? Mà may quá, móc nó chạy á. Nó nhảy răng sao mà cái lưỡi này móc vào mắt này. Hên chưa? Wow, đã chưa anh em? Anh em gì này, thấy chưa? Em bảo đứt mà, không có sai đâu hết. Cái răng của nó bén lắm. Hên một cái á, là cái lưỡi này này, nó dích vào gần mắt nó này. Đây là mới còn nhá. Không là thua rồi. Hên anh em ơi, dính luôn rồi. Ui, có kháng cái.